Chu vô đây. Khu vực. Ui, Em không biết. Enemies ahead. Em thấy nó bay xuống rồi. Enemies ahead. Đúng một lũ ở đấy luôn. Ok, 6. Hai team luôn, đấy. Rồi, nó đến khu nhà thờ rồi. Ok rồi, em có súng rồi này. Anh có súng rồi, anh sang luôn. Chơi luôn à. Ăn là phải cho nóng. Em ơi đừng sang, từ từ. Ui, anh bỏ sang. Trời ơi. Anh chơi bỏ sang, kỳ. Ăn luôn cho xong. Gần em có này. Bạn nó ra này. Cho mình. Tìm bên cho em nhé. Hai. Đang ở trong cái nhà này ai giết rồi? À. Rồi trong nhà. Ok rồi. Em có liên một team rồi nhá. Có team khác ấy. Đấy team khác. Bên em, chỗ em còn nè. Ok. Lốc một này. Lốc thằng chạy qua không lên. Trên nhà có đâu? Vẫn còn thằng sau xe tải hư á. Clear. Ok. Phải để anh thể hiện trình độ bắn xuyên gầm xe chứ đâu không. Thể hiện. Nó hơi dễ. Thế thì thể hiện gì anh em ạ? Nhanh lắm. Đấy, anh vừa thể hiện pha bay từ trên nhà. Phải. Làm một thằng bé không biết ở đâu gì. Đấy, người ta gọi là xác định được vị trí và di chuyển anh em ạ. Di chuyển thật. Nhanh nhá, lút nhanh rồi anh em đi này. Vừa rồi đường bay nó như thế nào nhỉ? Chết cha anh này, quên không để ý rồi. Em không ngó luôn. Là chạy ra ngoài. Anh không để ý. Chưa nhiều đạn bầy em. Có, em lấy. Anh cũng lấy nhá. Đây, xuống đường. Tất cả xuống đường. Đủ quá con cá. Sao khu này to vãi nổi, sao đồng đội cứ đi theo mình là sao nhỉ? Why? I got supplies. À, chỗ bên này trước. Ra góc cho em đạn bầy đi anh. Đây, chỗ bên bình đấy. Đây có mini à, ai lấy không? Chưa có. Chưa lấy được. Không lấy mini. Bắn SR cơ. Dạo này đang bắn SR 2 ấy. Có đạn không anh Nam? Có đạn không? Hả? Chắc chắn là không rồi. Đây. Ai kiếm được SR cho anh nhá. Dạo này anh táp SR nó cứ bị hay ấy. Này đạn xanh ở đây này. I got supplies. Ui. Này nào cũng có thằng mình chết dồn đậu không? Ra đây nhìn tốt rồi. Ui giời ơi, hai đầu ăn. I got supplies. Ờ, khai lực kìa. What the fuck? Khai bên tác kìa anh. Táp căng chứ, táp căng lắm. Táp căng đấy. Ờ, táp đi, cứ táp đi. Gần không anh? Gần. Gần, hơi. Đây rồi, gần anh. Một team. Gần em luôn này. Cẩn thận đấy Linh ơi, đằng sau. Đằng sau. Phía em có nha. Từ từ. Rồi, em nghe rồi. Đang nhảy, biết mình sang rồi. Đang nhảy ke. Cái đệt ngân. Nếu bạn đang có nhu cầu mua nick PUBG Mobile, hãy đừng quên đến với shop tuấnhc.vn. Shop mua nick PUBG có nhiều cộng tác viên trẻ đẹp à mà thôi. Chế độ ấy lên rồi ấy, bắn vui rồi. Nó có cái con máy may rồi. Trong cái map rộng nó random ra một con máy bay nên cả tất cả bọn lái xe phải đi. Enemies ahead. Đúng rồi, chơi cái nhà này. I'm being surrounded. Đang đi. Enemies ahead. Đâu? Chỗ nào? Hai con, một con đang chạy. Cái đệt.
đây rồi, đây rồi. À, bọn này bốn lậu anh ơi. Ê, bắn nhau. Không được rồi, không được rồi. Clear hoàn toàn đậu không? Mẹ không ăn được mạng nào luôn. Em làm 3 mạng, anh Tuấn được mấy mạng? Anh ra đây xấy được 2 bạn nhỏ. Em ra đây em xấy được 3 bạn nhỏ. Thơm quá. Có bạn nào có ca không? Có pe đây này. Đi có pe này. Em thấy mượt không? Quá mượt cái này. Xấy vào nào đi luôn của đây. Đấy giờ tí lại thiếu đam lại. Có ca nào là lỗi game. Đâu ca đâu. Không ca hết của ai. Chỗ em này, chỗ em này. Cứ để ra nó bắn đẹp đó ạ. Chết zone này. Lượm vào ca xong tối mới biết zone. Đang chuẩn bị đi à. Thì gặp bọn xe đỏ đến này. Bọn xe đỏ cũng chết luôn mà. Ôi có xe ạ. Dạ tới xe ạ. Cũng công xanh này. Vào nha. Anh chưa thấy nhá. Anh đứng ngoài rồi. Em cũng chưa thôi. Cứu được không? Em bị giết zone nổ chứ coi em đoán em giết được nó không? Thấy được em nổ con xe cái. Cứu đi. Anh đứng ở đây rồi. À. Luôn á. Ôi bom. Lại phải đi qua rồi em ạ. Che xuống này. Chân 60 rồi. Rồi
Còn. Sau lưng con nè. Sau lưng có nhá. Em nó vừa bắn nó cờ liên cái tìm ở trên đồi rồi. Cờ liên trên đồi à? Ok. Chỗ anh có hai thằng. Em biết. Ở đâu mà? Có thằng bước chân đây này. À nó vừa. Em móc vào đây. Cảm ơn Ngân nhá, cảm ơn. Ngay cửa này. Vào đi. Này đây. À phụ. Anh tưởng lại linh nữa. Còn một thằng gần anh. Thằng này có vẻ thằng mặc bộ cỏ không nhỉ? Chết rồi. Không à. Không phải. À chết rồi à? Đây thằng bộ cỏ nhà này mà. À thế á? Đâu? Bộ cỏ nhà nào? Nhà này. Nếu không vào, à, nhà đấy không phải. Thằng này nó vừa đang lấp ló ở đây mà. Đậu phộng, đã bảo rõ ràng là ở đây mà. Nằm phòng ăn. Nằm mà. Nó ăn quả bom mà nó cũng không đứng dậy luôn đấy. Nó ăn quả bom mà nó không đứng dậy luôn á. Lì vãi. Thôi, lên xe đi tiếp thôi. Không phải cái gì, con mà. Đây. Chính xác. Nó đây chứ nó đâu nữa. Có lẽ nào. Thì em lúc hồn thằng nhà cỏ. Ok. Thôi, lù tiếp cho mọi người ơi. Đi lấy xe của nó, UAD bên này. Đấy, xe mình vẫn nguyên, nó tội gì. Ở đây này, UAD nó đây này. Nó có con xe UAD đẹp phết đấy chứ. Trắng trắng vàng vàng, nhìn trông tranh xả quá ấy. Ok. Tranh xả là như thế nào anh? Tranh xả là sang chảnh ấy. Còn một team nữa thôi. Anh hốt lốt cả team này là anh được 20 kill này. Ui, ông liếm kìa. Anh ăn nhiều phết nhỉ? Không. Em phải đáp cho anh trái bom rồi Tuấn ạ. Đệt, không có anh liếm thì bọn mày chết hết rồi. Thế, em ăn nốt team này là em gần bằng anh rồi đấy. Ừ. Chín trá. Nam anh em mấy kill rồi? Hey. Ba. Hình như trên đồi, trên đồi. Đây trước mặt này hướng 120 này. Nếu anh nhìn không phải. Nếu anh nhìn không nhầm thì là có. Có tiếng táp kìa, có tiếng táp ở đâu kìa? Ở đâu nhỉ? Có một tiếng mìn. À, trước mặt. Vẫn liếm được mạng. Em được mạng. Đó không cơ. Đừng cứu. Rồi nó bắn em kìa. Mày ấy nhìn thấy anh đang bật. Anh nhìn thấy rồi. Ấu. Đâu anh? Mày em nó hướng 345. Chết không thôi tiếc anh em ạ. Còn đệt có thủ trong một thằng nữa bỏ nhá. Đừng chơi thế anh. Nó chỗ nào vậy anh? Anh sau gốc cây hướng 345. Để anh đi cua nhá. Đừng chết nha anh nhá. Ok em. Chết là nhục lắm ấy. Anh biết. Rồi thấy nó rồi. Mày nằm. Chắc chết anh ơi. Mày nằm. Đủ.